Chào cả lớp. Buổi học ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta đi tiếp tục sang bài thứ 3 trong chương 1, chương về nguyên lý lạnh cơ bản, đó là đơn vị đo, dụng cụ đo. Đối với phần bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số nội dung. Về đơn vị đo, đó là nguồn điện, đơn vị đo về nhiệt độ, đơn vị đo về áp suất, đơn vị đo về công suất, đơn vị đo về chiều dài. Đối với dụng cụ đo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Một là dụng cụ đồng hồ vạn năng. Hai là đồng hồ ampe kim. Ba là đồng hồ áp suất. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều các cái dụng cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái ngành lạnh. Ví dụ như là dụng cụ đo về trọng lượng, đo về nhiệt độ, rồi dụng cụ đó là gì? Là kiểm tra về độ giò ga. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về đơn vị đo. Đối với đơn vị đo thì nhắc lại về đơn vị đo thứ nhất là đơn vị đo về nguồn điện. Khái niệm nguồn điện là nơi, là nguồn sản sinh ra dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện, và chủ yếu là các hạt electron, và người ta sử dụng cái nguồn điện này để phục vụ trong sinh hoạt, biến đổi từ điện năng thành nhiều các cái dạng năng lượng khác để phục vụ trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Về ký hiệu và đơn vị đo thì những cái ký hiệu và những cái đơn vị mà liên quan đến nguồn điện, thứ nhất đơn vị đo về hiệu điện thế đang được ký hiệu là U, đơn vị là volt. Đơn vị đo lường đo về cường độ dòng điện, đối với đơn vị là đo về cường độ dòng điện thì đang được ký hiệu là I, đơn vị là ampere. Đơn vị đo về công suất thì đang được ký hiệu là P, đơn vị chủ yếu là chúng ta dùng đơn vị là watt. Đương nhiên là chúng ta còn nhiều các cái đơn vị, ví dụ như là volt thì chúng ta còn kilovolt, nhưng ở đây thì chủ yếu chúng ta chỉ xét đối với đơn vị là volt thôi. A thì có cường độ dòng điện, có ampere rồi milliampere vân vân. Rồi đơn vị đo về công suất, đơn vị đo về điện dung ký hiệu là C, và chúng ta chủ yếu là chúng ta sử dụng đơn vị là microfarad. Rồi đơn vị đo về tần số thì đang được ký hiệu là F, đơn vị là Hz. Đơn vị đo về điện trở thì đang được ký hiệu là chữ R, đơn vị là ohm. Đơn vị đo thứ hai là đơn vị đo về nhiệt độ. Khái niệm nhiệt độ là thể hiện mức độ lượng nhiệt cao hay thấp của một vật, của một không gian có giới hạn. Về ký hiệu và đơn vị đo, ký hiệu thì đang được ký hiệu là chữ T, đơn vị là độ C hoặc là độ F. Thì đối với đơn vị đo về độ C và độ F thì người ta cũng sử dụng đó là một cái nhiệt kế để đo độ C và độ F. Nếu chúng ta đo cùng vào một thời điểm, cùng một vật, thì lúc đó sự giãn nở về cột thủy ngân, cột giãn nở về cột thủy ngân của chúng ta thì đó là gì ạ? Là như nhau. Thì đổi, để chuyển đổi về công thức của từ độ C sang độ F, từ độ C sang độ F, thì chúng ta có độ C sẽ bằng 5/9 nhân với độ F trừ cho 32. Độ F bằng 9/5 của độ C cộng cho 32. Về đơn vị đo về áp suất, về khái niệm áp suất là lực tác dụng của một vật lên một đơn vị diện tích. Ký hiệu và đơn vị đo. Ký hiệu và đơn vị đo đang được ký hiệu là P, đơn vị là bát, pan can, at và si, kg trên cm vuông. T
inch thủy ngân, cm thủy ngân. Trong đó một bát thì bằng 100 kilo pan can. 1 kilo pan can thì bằng 1000 pan can. Và 1 mega pan can thì bằng 1000 kilo pan can, thì trong đó là một bát thì đang bằng 1,02 ắt. Và một ắt chính là bằng 1 kg trên cm vuông và bằng 14,2 psi. Đối với đơn vị đo về chân không thì trong đó âm 30 inch thủy ngân thì đang bằng âm 76 cm thủy ngân. Đối với đơn vị đo về công suất thì công suất thì chúng ta đang có 3 loại. Thứ nhất là công suất điện. Khái niệm về công suất điện là lượng điện năng tiêu thụ trong một khoảng thời gian. Giá trị này thường dựa vào đồng hồ công tơ. Trong đó một số điện chính là 1 kW trên giờ. Một số điện của chúng ta chính là 1 kW trên giờ. Chúng ta có thể dựa vào công thức của định luật ôm để chúng ta tính. Trong đó đối với công thức của định luật ôm thì P đang bằng U nhân I. Thì P ký hiệu là công suất, U là hiệu điện thế, I là cường độ về dòng điện. Về công suất lạnh, về khái niệm về công suất lạnh là lượng nhiệt năng thu vào để cấp cho mỗi chất lạnh sôi. Ký hiệu và đơn vị đo. Ký hiệu là chữ Q, đơn vị là kilowatt trên giờ, kilocalo trên giờ, BTU trên giờ. Trong đó 1 kilowatt thì bằng 860 kilocalo. 1 kilocalo thì bằng 4 BTU. Trong đó 1 kilowatt thì bằng 3440 BTU. Về công suất cơ thì khái niệm về công suất cơ thì công suất cơ thì đây chính là một cái dạng cơ năng sinh ra từ một dạng năng lượng khác. Đây công suất cơ thì đây là cơ năng sinh ra từ một dạng năng lượng khác, và giá trị này thì chúng ta không đo được mà do nhà sản xuất quy định. Thì chúng ta thường thấy là trong thi đấu thể thao, một số môn thể thao thì chúng ta thấy là người ta còn sử dụng là hạng cân. Thì mục đích người ta sử dụng hạng cân ở đây chính là để tránh sai lệch về công suất cơ. Do đó mới có sự công bằng trong thi đấu. Thì ký hiệu đối với công suất cơ thì người ta đang được ký hiệu là chữ P, đơn vị là ngựa, mã lực, HP này chính là ngựa hay còn gọi là mã lực hay sức ngựa. Đấy. Thế nên là chúng ta thường thấy là một số cái thợ người ta bảo là bán cho con lốc một ngựa chẳng hạn. Hoặc là đơn vị thứ hai là đơn vị là watt, trong đó một ngựa hay là một mã lực thì đang bằng 736 watt thường. Đối với trong máy điều hòa thì máy 9000 của chúng ta đang tương ứng là một ngựa, máy 12000 chúng ta tương ứng là một ngựa rưỡi, và máy 18000 chúng ta tương ứng là hai ngựa. Đối với trong tủ lạnh thì chủ yếu là chúng ta đang sử dụng là lốc của chúng ta là từ 1/12 cho đến 1/5, 1/6 ngựa là chúng ta sử dụng nhiều. Còn đối với trường hợp là gì ạ? Trường hợp lớn hơn thì chúng ta ít dùng. Đó là thuộc về những cái dòng tủ thương mại. Đơn vị đo tiếp theo là đơn vị đo về chiều dài. Thì khái niệm đơn vị đo về chiều dài thì đang thể hiện về quãng đường từ điểm A đến một điểm B, hoặc là từ điểm B tới một điểm C nào đó. Ký hiệu là chữ L, và đang sử dụng các cái đơn vị đo
là mét, decimet, centimet, milimet, feet, inch, vân vân. Trong đó 1 feet thì bằng 300 mm và 1 inch thì bằng 25,4 mm. Và trong các cái dụng cụ đo, nhất là các cái bộ kẹp ống thì người ta đang để là đơn vị là inch. Ví dụ như 1/2, 3/4, 5/8 vân vân, thì đó đều là các cái đơn vị đo là inch. Và chúng ta phải đổi ra thì chúng ta biết được là các cái thước kẹp ống khi mà chúng ta gia công ống là đang sử dụng là thước kẹp là bao nhiêu mm để chúng ta sử dụng để kẹp ống, đó là gì ạ? Các cái kích thước ống khác nhau để tránh cái trường hợp là chúng ta bị bẹp. Thì đấy là toàn bộ về các cái đơn vị đo. Đối với dụng cụ đo thì về cơ bản chúng ta đang sử dụng ba cái dụng cụ đo chính là chúng ta không thể thiếu, đó là đồng hồ vạn năng, đồng hồ ampe kim và đồng hồ áp suất. Về đồng hồ vạn năng hay là các cái dụng cụ đo thì về cơ bản thì chúng ta đang sử dụng hai cái dụng cụ đo được chia ra là dụng cụ đo cơ và dụng cụ đo điện tử. Trong cái dụng cụ đo cơ thì đối với và dụng cụ đo điện tử thì cơ thì xử lý nhanh bền, nhưng cái nhược điểm thì độ chính xác không cao. Đối với loại điện tử hay còn gọi là đồng hồ số thì loại này đo với cái giải điện nó được rộng, được nhiều, đồng thời là độ chính xác cao, nhưng cái nhược là hư hỏng thì rất là khó gia công sửa chữa. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về đồng hồ vạn năng. Thì đối với dụng cụ này chúng ta đã được học một lần ở phần điện tử cơ bản, thì thầy cũng đã hướng dẫn chi tiết về sử dụng đồng hồ vạn năng. Thì bây giờ là thầy nhắc lại về đồng hồ vạn năng. Thứ nhất là về công dụng thì đang được dùng để đo điện thế, điện áp một chiều thì đang được ký hiệu là DCV, và xoay chiều thì đang được ký hiệu là ACV. Đo điện trở, thang đo điện trở hay còn gọi là thang đo ôm. Rồi đo pin 1,5 hoặc pin 9V, đó là thang đo bát. Đo tín hiệu âm thanh ra thì trong đó là một chân com và output. Đo cường điện, dòng điện một chiều thì chúng ta ở cái thang đo ký hiệu là DCNMA. Đo thông mạch thì trong thang đo ôm, nếu chúng ta sử dụng cái thang X1 thì đây còn được gọi là thang đo thông mạch, để đo thông mạch dây dẫn. Rồi thang đo dò điện thì trong thang đo ôm chúng ta thấy thang X10 cao ôm, đây chính là thang đo, ngoài đo điện trở lớn chúng ta còn được dùng để đo dò điện. Thì đối với kiểm tra một số các linh kiện điện tử, trong đó như là điện trở, tụ điện, diode, biến áp, quận cảm, vân vân, thì chúng ta đang sử dụng thang đo, đó là thang đo ôm, thì chính là kiểm tra về một số các linh kiện điện tử chúng ta đã học ở phần điện tử cơ bản. Và một số đồng hồ thì còn có chức năng đo tần số, đo điện dung của tụ, thì đó là ví dụ như đồng hồ số này, thì tôi sẽ đo tụ này, có ký hiệu tụ này, một số thì ta sẽ có đo tần số. Thì đấy là đối với công dụng của đồng hồ vạn năng. Về cách sử dụng thì thầy cũng nhắc lại một lần về cách sử dụng. Thứ nhất là chúng ta khi mà chúng ta đo điện xoay chiều đăng ký hiệu là AC V, thì để AC V thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát vào kim đồng hồ, xem chỉnh kim đồng hồ trên cái chiết áp trên mặt màn hình, trên mặt màn kính, đó là gì ạ? Về vị trí không. Sau đó que đen đặt ở chấu com, que đỏ đặt ở dương cộng. Lúc này chúng ta cần phải quan sát vạch chia đối với thang đo AC V. Trong đó thang đo AC V chúng ta đang có 4 thang đo: thang 10, thang 50, 250 và 1000. Thì trong này chúng ta chỉ có vạch chia của 3 thang: thang 10, thang 50
thang 250 và đối với thang 1000 thì chúng ta không có. Lúc này đối với thang 1000 thì chúng ta thấy là tất cả các cái thang ta chọn thì giá trị đo tối đa bằng chính thang ta chọn. Do đó thang 1000 chúng ta có thể đọc thông số ở thang 10 và nhân thêm 100. Chúng ta đọc thông số ở thang 50 thì chúng ta nhân thêm 20, và nếu mà chúng ta đọc ở cái thang 250 chúng ta nhân thêm 4. Khi đo đối với điện xoay chiều thì do nguồn điện luôn luôn biến đổi. Chính vì vậy chúng ta không quy ước que đồng hồ nào ở nguồn nào. Nhưng chỉ có một vấn đề lưu ý. Khi đo, nếu không biết giá trị điện áp là bao nhiêu, chúng ta nên để thang cao nhất rồi giảm dần. Giảm về càng gần, thang đo càng gần với giá trị cần đo thì độ chính xác của chúng ta cao hơn. Đối với thang DC thì chúng ta đang có 7 thang 0,1V, 0,5V, 2,5V, 10, 10V, 50V, 250 và 1000. Thì trên vạch chia của thang đo vôn chúng ta cũng chỉ có thang 10, 50, 250. Và đối với các thang còn lại là không có vạch chia. Như vậy thang 1000 thì cũng giống với AC vôn. Chúng ta sẽ, nếu em đọc ở thang 250 nhân thêm 4, em đọc ở thang 50 nhân thêm 20, thang 10 nhân thêm 100. Đối với đo điện áp là 2,5V thì có nghĩa là tối đa chúng ta được 2,5V, chúng ta có thể đọc ở thang 250 chia 100. Rồi đối với 0,5V thì ta đọc là 50 chia 100. Và đối với 10 thì ta sẽ đọc, tức là 0,1 chúng ta sẽ đọc ở thang 10 chia cho 100. Có một vấn đề lưu ý đối với khi đo điện DC, do chiều dòng điện luôn luôn chảy từ dương về âm. Chính vì vậy que đỏ chúng ta phải để ở dương nguồn, que đen đặt ở mát, que đen đặt ở mát. Nếu chúng ta đo sai, kim đồng hồ sẽ quay ngược. Và cũng cần lưu ý là nếu chúng ta không biết cái điện áp cần đo là bao nhiêu thì lúc này chúng ta cũng cần, nếu chúng ta không biết cái điện áp đo là bao nhiêu, lúc này chúng ta cũng cần để thang cao nhất rồi giảm dần. Đối với thang đo DC MA thì đối với thang này thì chúng ta có thể chúng ta phải cắt mạch in trong đồng hồ. Thứ nhất, chúng ta chỉ có thang đó là gì ạ? Thang 2,5 thì chúng ta que đen thì vẫn cố định ở com, que đỏ là trong các cái thang còn lại là 50 microampere, rồi 2,5 miliampere, rồi 25, rồi 250. Thì chúng ta đều để đó gì ạ? Que đỏ đang để ở chấu vôn cộng. Còn đối với 2,5 A thì chúng ta để thang chuyển que đỏ lên chấu 2,5. Thì khi đo thì đối với đo điện thì chúng ta nên nhớ là chúng ta DCMA thì chúng ta phải cắt mạch in, và trong đó là que đỏ thì phải đặt ở nơi có điện áp cao và que đen để nơi có điện áp thấp. Lúc này nguồn điện sẽ đi qua đồng hồ và cấp nguồn cho tải, thì chúng ta sẽ biết được là dòng của cái nguồn đó là bao nhiêu. Đối với thang đo pin thì khi đang đo pin thì chúng ta phải để thang đo bát thì com cố định vào que đen, đỏ vào vôn cộng, và lúc này chúng ta cũng chỉ đo pin 1,5 và pin 9V, pin 1,5 và pin 9V. Rồi đối với thang đo điện trở thì đối với thang X1 thì khi ta đo thì trước, riêng đối với thang đo ôm thì tất cả các cái thang đo từ X1, X10, X100, X1K và X10K thì khi mà chúng ta đo thì chúng ta đều phải chập hai que để chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0, sau đó đo. Đối với X1 thì chúng ta đọc ở thang vạch chia của thang đo ôm cao nhất, và khi đọc thì chúng ta nên nhớ là X1 thì là số thực. Đối với thang X10 thì ta lấy số thực này và nhân thêm 10. Đối với X100 thì chúng ta cũng lấy số thực này và nhân với 100, và X1K
thì lấy số thực nhân với 1.000, và đối với 10K thì ta nhân với 10.000. Nhưng có một vấn đề lưu ý trong đối với thang đo ôm. Thứ nhất là khi đo thì không được phép, chúng ta không được phép chạm tay vào que đo, có thể làm sai về giá trị điện trở. Đối với thang đo ôm khi đo linh kiện thì chúng ta không đo trực tiếp được ở trên mạch, độ chính xác sẽ không cao và chúng ta cần phải hút hở một chân để chúng ta đo. Chúng ta đi tiếp tục sang dụng cụ đo thứ hai, đó chính là đồng hồ ampere kim. Thì đối với đồng hồ ampere kim thì như chúng ta đã biết, đồng hồ ampere kim thì với cái chức năng, với cái quan trọng nhất trong cái đồng hồ chính là sử dụng là đo cường độ dòng điện xoay chiều. Và chúng ta nhìn vào đây thì cũng có đồng hồ cơ và đồng hồ điện tử, và cũng có đầy đủ các cái tính chất giống với đồng hồ vạn năng. Thứ nhất, về công dụng của chúng ta đó là gì ạ? Đo điện trở thì trong đó có thang X1, X10, đo hiệu điện thế một chiều thang 60V, đo hiệu điện thế xoay chiều thang 150, thang 300, thang 600, và quan trọng nhất chính là đo ACA, đó là đo cường độ dòng điện xoay chiều, có thang 6A, thang 15A, thang 60A, thang 150 và thang 300. Cũng có các cái chấu để chúng ta cắm dây đồng hồ, khi cắm dây đồng hồ để chúng ta đo, có chiết áp để chỉnh kim về vị trí không khi chúng ta đo ôm, đo điện. Thì về cơ bản thì công dụng của đồng hồ ampere kim thì có đầy đủ tính chất tương tự như đồng hồ vạn năng, và cũng có công dụng và quan trọng và công dụng chính chính là đo cường độ dòng điện xoay chiều. Vậy đối với một cái đồng hồ đo cường độ xoay chiều tại sao lại rất là quan trọng đối với thợ điện lạnh? Thì như chúng ta đã biết, đồng hồ này hoạt động theo cơ chế là cảm ứng điện từ, đó là hoạt động tương tự giống một máy biến áp, hoạt động tương tự giống một máy biến áp. Trong đó, đối với một biến áp thì tối thiểu cần hai cuộn dây, một cuộn được gọi là cuộn sơ cấp, một cuộn được gọi là cuộn thứ cấp. Đối với cuộn sơ cấp, lúc này phải có dòng điện chảy qua cuộn sơ cấp biến thiên và sinh ra từ trường. Thì ở bên trong đồng hồ chúng ta thấy gọng kìm chính là khung sắt từ và có cuộn dây thứ cấp ở bên trong. Còn cuộn dây sơ cấp chính là chúng ta sẽ kẹp một trong hai dây để chúng ta đo. Thì về cách sử dụng đối với loại đồng hồ này, thứ nhất là để đo điện trở, điện áp một chiều, xoay chiều, đo thông mạch, kiểm tra một số linh kiện điện tử thì chúng ta sẽ sử dụng tương tự như đồng hồ vạn năng, sử dụng que đo. Trong đó que đen được cấp vào chân com, que đỏ đối với đo điện chúng ta để ở vôn cộng, nếu đo ôm chúng ta để ở ký hiệu là thang đo ôm. Đồng hồ điện tử cũng vậy, hai chấu que đo nằm ở đuôi của đồng hồ. Chiết áp chỉnh kim về vị trí không trực tiếp trên mặt máy, trên mặt kính đối với chiết áp chỉnh kim về vị trí không ở bên sườn. Và quan trọng nhất là để đo cường độ dòng điện xoay chiều thì cơ chế hoạt động giống biến áp, chúng ta phải có dòng điện cấp vào cuộn dây sơ cấp, thì khi đó có từ trường biến thiên thì cuộn dây thứ cấp lúc này mới cảm ứng được từ trường, và dựa vào cái dòng của cuộn sơ chính là dòng cấp cho tải, thì lúc này chúng ta biết được dòng có phù hợp với dòng định mức ghi trên thân của các phụ tải đó hay không, để biết được phụ tải có làm việc bình thường hay không. Lúc này khi đo thì chúng ta để đo cái cường độ dòng điện thì lúc này chúng ta sẽ xoay núm xoay về vị trí thang đo A, C, A. Dựa vào công suất của động cơ, dòng định mức ghi trên thân của phụ tải
Lúc này chúng ta sẽ mở gọng kìm, bóp gọng kìm và luồn một trong hai dây. Các em nhớ là chỉ được luồn một trong hai dây cấp nguồn cho tải vào gọng kìm và sau đó đọc ở giá trị đo tương ứng. Đối với nếu không có vạch chia tương ứng của cái thang ta chọn, thì lấy ví dụ trong cái đồng hồ Kishitsu, lúc này đang có 5 thang: thang 6, thang 15, thang 60, thang 150 và thang 300. Vạch chia của thang đồng hồ chỉ có thang 60, 150 và 300. Lúc này nếu chúng ta để thang 6 thì chúng ta sẽ đọc giá trị thực của thang 60 rồi chia cho 10. Nếu chúng ta để thang 15 thì giá trị thực của thang 150 chia 10. Bởi vì chúng ta nhớ là để thang nào thì giá trị đo tối đa bằng chính thang ta chọn. Giá trị đo tối đa bằng chính thang ta chọn. Và đối với sử dụng, nếu chúng ta sử dụng đồng hồ kẹp dòng cơ mà đo dòng khởi động, dòng làm việc cho phụ tải của chúng ta là động cơ, thì chúng ta cũng sẽ dựa vào đồng hồ kẹp dòng, chúng ta biết được cái tình trạng của máy, biết được cái tình trạng của máy. Thì như chúng ta đã biết được, đối với tình trạng của máy thì khi hoạt động thì có dòng điện chảy thì sẽ có dòng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, đối với phụ tải là động cơ thì khi mà chúng ta cấp điện, chúng ta thường hay thấy đối với cái trường hợp là gia đình nhà chúng ta đang sử dụng bóng đèn thì nó thường hay là sụt tối hay là bừng sáng, thì đấy người ta gọi là dòng khởi động. Chính vì vậy là chúng ta cũng có một số những cái lưu ý khi sử dụng đồng hồ kẹp dòng cơ như sau. Là nếu dựa vào cái đồng hồ kẹp dòng cơ để chúng ta đo dòng khởi động cho phụ tải là động cơ điện, thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ biết được cái tình trạng của phụ tải đó và chúng ta sẽ chọn cái thang đo cho phù hợp. Thì lúc này là nếu sử dụng đồng hồ kẹp dòng cơ mà em đo dòng khởi động thì em phải chọn thang đo lớn gấp 3, gấp 4, có một số thì có thể gấp 5 lần so với dòng định mức. Thầy lấy ví dụ, nếu em đo một cái dòng khởi động cho một cái máy điều hòa là 9000, dòng là 4A, thì bây giờ là nhân thêm 4 lần là 15, 15 chúng ta không có, chúng ta có thể để thang 60 đo dòng khởi động, sau đó là giảm dần. Đó nào, nếu mà chúng ta để ở thang nhỏ thì lúc này kim đồng hồ nó quật lên và rất hay bị hỏng đồng hồ và bị sai số. Trường hợp lưu ý tiếp, đối với cái trường hợp này, nếu ta kẹp dòng, ta cấp điện mà kẹp dòng mà dòng chỉ giá trị là 0A. 0A ở đây nó là gì ạ? Là chưa có nguồn, hay nói cách khác là mạch hở, là mạch điện hở. Và nếu ban đầu dòng lớn thì ở đây chính là dòng khởi động, và sau đó dòng nhỏ hơn dòng định mức là block hoạt động bình thường, nhỏ hơn hoặc bằng dòng định mức ghi trên thân cái dòng quy định của nhà sản xuất. Và nếu ban đầu kim đồng hồ kẹp dòng chỉ giá trị dòng lớn, đây người ta được gọi là dòng khởi động, và sau đó chỉ giá trị dòng nhỏ. Nhỏ là có động cơ, là có chạy, có thoát được từ thì dòng nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn dòng định mức quy định của nhà sản xuất, thì trường hợp này người ta được gọi là chạy nhưng dòng cao. Động cơ có hoạt động, có chạy nhưng bị dòng cao. Trường hợp tiếp theo, nếu kim đồng hồ luôn chỉ giá trị dòng cao mà không về, thì trường hợp này là phụ tải không hoạt động, dòng cao, không hoạt động, dòng cao. Ta sang cái dụng cụ đo thứ ba là dụng cụ chính là đồng hồ áp suất. Thì đây cũng là một trong những cái dụng cụ đo mà đối với thợ điện lạnh của chúng ta không thể thiếu trong cái quá trình làm nghề. Đồng hồ này thì có đồng hồ đơn và có đồng hồ kép. Đối với đồng hồ đơn thì chỉ có một đồng hồ, một khóa và hai chấu để xoáy dây đồng hồ áp suất. Đối với đồng hồ kép, chúng ta đang có hai đồng hồ, hai khóa và ba dây, thường có ba dây, có móc treo, có mắt ga để chúng ta quan sát. Đồng hồ màu đỏ thì được gọi là đồng hồ đo áp suất cao, ký hiệu là HI. Đồng hồ này, một số đồng hồ thì ta đo giá trị áp suất của chúng ta là 0, 0 là cân bằng với áp suất khí quyển, chính là một atmosphere, và lên giá trị áp suất cao là đơn vị, nếu là đơn vị per si là 500 per si, và nếu là đơn vị là kg trên cm² là 35 cân.
Đối với đồng hồ màu xanh, tức là đồng hồ màu đỏ là đo áp suất cao thì chúng ta được dùng nhiều trong cái công việc như là thử kín hệ thống, thử áp suất đẩy của động cơ block, cân cáp đối với hệ thống tủ lạnh, vân vân. Đối với đồng hồ màu xanh thì đồng hồ màu xanh là đồng hồ người ta được gọi là đồng hồ đo áp suất thấp, ký hiệu là chữ LO, gọi là đồng hồ LO hay còn gọi là low đấy. Thứ nhất, ở áp suất chân không là từ âm 76 cm thủy ngân hoặc âm 30 inch thủy ngân, có vạch chia là màu xanh lá cây đi tới 0, đây là áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Rồi từ 0 đo tối đa được là lên 250. Một số đồng hồ chỉ chia đến 125 PSI. Thì lúc này chúng ta thấy là đây là đồng hồ đo áp suất thấp, chúng ta thường dùng nhiều trong cái quá trình như tạo chân không, nạp ga và cân cáp đối với hệ thống điều hòa, vân vân. Vạch chia ở bên trong đồng hồ, đó là vạch chia một số thì ký hiệu màu đỏ, một số ký hiệu màu vàng. Thì đây là vạch chia là nhiệt độ sôi tương ứng với áp suất. Thì trên các cái đồng hồ sẽ có ghi là đồng hồ này được dùng để đo những cái loại ga nào. Đấy, được dùng để đo những loại ga nào. Thì về cơ bản, nếu mà chúng ta dựa vào đồng hồ để chúng ta so sánh về cái nhiệt độ sôi của từng loại môi chất của trong cái hệ thống, thì chúng ta phải chọn đúng đồng hồ khi chúng ta sử dụng. Ga 134 chúng ta phải sử dụng đồng hồ có chức năng đo ga 134. Ga 410 chúng ta sử dụng đồng hồ có chức năng đo ga 410. Và trong 3 giây, thì trong giây đồng hồ thì mọi người nhớ cho thầy, giây đồng hồ thì thứ nhất là giây thì có một cái đầu khỉu và một cái đầu thẳng, thì trong đó là đều là một số tùy thuộc theo cái loại ga người ta đang sử dụng là gen 6 hoặc là gen 8. Đối với đầu khỉu có cái chức năng là trong bên trong có một cốt kim loại với cái chức năng là mở van một chiều. Mắt ga có công dụng để chúng ta sẽ quan sát là lưu lượng ga khi tuần hoàn, khi mà chúng ta nạp, hoặc là chúng ta có thể là so sánh về độ khô. Một số trên cái mắt kính này có ký hiệu về màu sắc, khi mà chúng ta hút chân không nó sẽ biến đổi về màu sắc, khi đó là chúng ta cũng sẽ quan sát được dựa theo cái màu để chúng ta biết được là độ khô khi chúng ta tạo chân không, độ khô bên trong hệ thống. Móc treo để thuận tiện trong cái quá trình khi làm việc. Khóa thì có cái chức năng là khóa từ dây trung gian sang đồng hồ áp suất cao, được gọi là khóa HI, và khóa từ dây trung gian là dây màu vàng ở giữa sang đồng hồ LO. Thì đấy là chúng ta khóa với có công dụng của hai khóa. Và tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng trong cái hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ đo áp suất cao hay đồng hồ đo áp suất thấp. Thì đối với đồng hồ áp suất thì gồm có hai đồng hồ, hai khóa và ba dây ga. Trong đó đồng hồ màu đỏ được dùng để đo áp suất cao, thì áp suất của chúng ta là từ 0 cho đến 500 PSI, thì ký hiệu là HI, viết tắt của từ 2 đấy. Đồng hồ màu xanh được dùng để đo áp suất thấp, ký hiệu là LO, viết tắt của từ lâu. Vạch chia màu đen bên trong đồng hồ thì được dùng để đo áp suất dư, lớn hơn áp suất khí quyển. Đấy là một số đồng hồ sẽ là vạch màu đen. Một số cái đồng hồ của chúng ta thì người ta đang để đó là gì? Vạch vàng, thì tùy theo từng loại đồng hồ. Còn vạch chia màu xanh bên trong đồng hồ mà bên dưới của mức 0, kim đồng hồ ban đầu là chỉ ở mức 0, dưới mức 0 thì đó là áp suất chân không. Vạch chia màu đỏ hoặc là chúng ta gióng vào thẳng với cái vạch chia đối với loại ga, thì vạch chia màu đỏ được dùng để đo nhiệt độ sôi tương ứng với áp suất của một số loại ga. Do đó tùy thuộc vào nhu cầu mà ta sử dụng đồng hồ đo áp suất cao, đồng hồ đo áp suất thấp và đọc giá trị ở các vạch chia khác nhau. Thì đấy là đối với dụng cụ đo về đồng hồ áp suất. Và còn một số các cái dụng cụ đo khác.
Thì đấy là đối với về cái dụng cụ đo áp suất thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sử dụng đồng hồ áp suất cao, đồng hồ áp suất thấp. Thì bây giờ thầy mời cả lớp xem về cách sử dụng đối với các cái thiết bị đo lường, trong đó có đồng hồ áp suất, đồng hồ kẹp dòng, đồng hồ vạn năng và một số các cái dụng cụ đo khác, đó là các cái nhiệt kế đo nhiệt hay là máy dò ga. Thầy xin mời cả lớp các em quan sát trên màn hình. Thì đầu tiên thầy hướng dẫn cho chúng ta đối với dụng cụ đầu tiên, đó chính là đồng hồ áp suất. Thì thiết bị này không thể thiếu đối với một người thợ điện lạnh. Về cấu tạo của đồng hồ áp suất thì mọi người nhìn, thứ nhất đây là gồm một móc treo để chúng ta treo đồng hồ khi mà chúng ta thao tác ở những cái vị trí ở trên cao, chúng ta có thể treo. Đồng hồ có ký hiệu màu đỏ thì đồng hồ này đang được dùng với cái công dụng để đo các cái áp suất cao. Ví dụ như trong cái thợ điện lạnh của chúng ta thì chúng ta có thể dùng như là thử kín hay là kiểm tra áp suất đẩy của động cơ, cân cáp, tủ lạnh. Đối với đồng hồ màu xanh là đồng hồ được dùng để đo cái áp suất thấp như là áp suất nạp ga, tạo chân không. Khóa đồng hồ thì khóa màu đỏ là khóa của đồng hồ HI, khóa màu xanh là khóa của đồng hồ LO. Tại đây thì có các cái chấu để chúng ta xoáy dây đồng hồ. Ví dụ như khi mà chúng ta khi sửa chữa xong để tránh bụi bẩn nó bám vào thì chúng ta sẽ xoáy cái đồng dây đồng hồ vào đây và treo lên để đảm bảo đối với đồng hồ ra sạch. Thì chúng ta nhìn vào đây thì ở dưới này thì thứ nhất là chúng ta thấy là có một cái mắt kính, mắt ga với cái công dụng để quan sát độ khô khi mà chúng ta tạo chân không, quan sát lượng ga lỏng tuần hoàn đi qua, gồm có 3 dây. Thì chúng ta thấy là gồm có 3 dây. Thì chúng ta luôn luôn là có một dây màu đỏ, một dây màu vàng và một dây màu xanh. Trong đó dây màu đỏ là dây sẽ được nối thẳng với đồng hồ HI. Dây màu xanh được nối thẳng với đồng hồ LO và dây màu vàng là dây trung gian ở chính giữa. Trong cái dây đồng hồ thì chúng ta sử dụng thì tùy thuộc theo hệ thống đang sử dụng ga, loại ga nào mà dây của chúng ta đầu gen là đầu gen 6 hoặc là đầu gen 8. Nhưng hai đầu thì mọi người nhìn với cái công dụng, một là gen, hai là răng. Nhưng chúng ta nhìn thấy là trong đó có một đầu có cái chức năng mở van một chiều. Khi mà chúng ta nạp ga thì chúng ta phải chọn đúng cái đầu dây để chúng ta bắt vào cái đầu nạp ga để chúng ta làm mới đưa ga được vào bên trong hệ thống. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát về các cái đơn vị đo ở bên trong cái đồng hồ. Thì chúng ta nhìn vào đây thì bên trong đồng hồ, nếu kim đồng hồ ban đầu đang ở vị trí 0 thì đây chính là áp suất khí quyển, chính là một áp suất phe mà xung quanh của chúng ta đang sống. Tiếp tục vạch chia màu đen thì chúng ta thấy là đang sử dụng hai đơn vị, một là đơn vị là bát trong đồng hồ của thầy, một là đơn vị bát, hai là đơn vị là psi. Trong đó đơn vị ở bên ngoài này là đơn vị psi theo hệ anh lý và đơn vị bát. Thì chúng ta thấy là bát ở xung quanh này, một số thì đồng hồ người ta sẽ sử dụng là psi và kilogram trên centimet vuông. Vạch màu xanh là cây mà nhỏ hơn 0 thì đây chính là áp suất chân không, nhỏ hơn áp suất khí quyển. Nhưng đối với đồng hồ HI này thì khoảng chiều chúng ta là rất là hẹp, do đó là chúng ta rất là khó quan sát. Thì chúng ta đối với trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ LO. Tiếp tục chúng ta nhìn vào bên trong này có cái vạch chia. Thì bên trong này có cái vạch chia thì tùy thuộc theo chúng ta đang sử dụng loại ga nào mà chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ có cái chức năng đo của ga đó. Ví dụ như đồng hồ trên tay thầy đang sử dụng là đo chức năng là ga R22, R12 và R502. Thì chúng ta nhìn thấy là trong này đây chính là đơn vị đo nhiệt độ sôi tương ứng với áp suất. Chúng ta đã biết là khi sôi ở áp suất cao thì nhiệt độ cao và sôi ở nơi áp suất thấp thì nhiệt độ thấp. Lúc này ví dụ như thầy sử dụng đối với hệ thống đang sử dụng ga R22 thì ga R22 vạch màu xanh lá cây ở bên trong
lúc đó chúng ta sẽ giống với cái áp suất nào thì chúng ta sẽ đạt được cái nhiệt độ. Thầy lấy ví dụ như với cái áp suất khí quyển thì ở đây đang là -40.8, -40.8 độ C. Và nếu mà bây giờ chúng ta nạp ga ở cái giá trị áp suất trong cái phạm vi là 50, thì nếu chúng ta gióng ở cái phạm vi là 50 vào thì chúng ta đang ở cái giá trị khoảng là nhiệt độ âm, thì âm của chúng ta chỉ âm 1 cho đến khoảng âm 5 độ. Và nếu mà chúng ta đang ở cái giá trị là trên 50 thì lúc này đang là nhiệt độ, chúng ta đang là nhiệt độ dương, là trên 0, thì lúc này chúng ta sẽ dựa vào cái áp suất để chúng ta sẽ đo và chúng ta biết được cái nhiệt độ sôi của môi chất sẽ là bao nhiêu và có đạt được cái độ lạnh theo yêu cầu hay không. Và đối với R12 là vạch màu đỏ thì chúng ta cũng sẽ tương xứng, thì đối với sôi áp suất khí quyển của chúng ta đang là -29.8, sấp xỉ 30, -30. Nhưng nếu mà bây giờ đối với thầy muốn là nhiệt độ dương, là nhiệt độ bằng 0, thì lúc này giá trị nạp ga của chúng ta là sẽ là 25, 30 bar C, là với cái giá trị áp suất sôi của R12 của chúng ta nó sẽ là 30 bar C, là ở mức 0. Và muốn lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ áp suất sôi chúng ta sẽ cao hơn. Thì đây là đối với cái vạch chia. Vạch chia màu xanh là cây ở bên trong này thì mọi người đã biết là nhỏ hơn 0, thì đây chính là giá trị đo của chúng ta là giá trị áp suất chân không. Giá trị áp suất chân không nhỏ hơn áp suất khí quyển thì thường là chúng ta đang dùng như là tạo chân không hay là nạp tạo chân không để biết được là bên trong hệ thống đã hết không khí hay chưa. Đối với khóa thì mọi người nhìn vào đây thì khóa đồng hồ là ô, thì sẽ khóa chặt từ bên đồng hồ sang dây trung gian, khóa đồng hồ HI từ dây đồng hồ HI sang dây trung gian. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn về đo về một số các cái thiết bị để mọi người quan sát, thì để chúng ta biết được là các cái chức năng của chúng ta thì nó như nào. Thầy sẽ lấy một cái ví dụ, thì thầy sẽ dùng một cái bình ga. Thầy sẽ dùng một cái bình ga, thì trong đó là bây giờ thầy sẽ dùng ga R12. Thì bây giờ thầy sẽ lắp vào một cái đồng hồ là ô. Chúng ta có thể dùng ga hoặc là chúng ta có thể sử dụng động cơ block. Thì sau đó, thứ nhất là thầy đang nối thẳng trên đồng hồ. Nếu bây giờ thầy khóa cái đồng hồ này lại thì chúng ta thấy là áp sẽ lên thẳng trên đồng hồ, và đồng hồ báo lúc này là báo áp suất ga R12 trong cái lon ga của thầy. Thầy sẽ mở. Đấy, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy là kim bắt đầu di chuyển. Thì như vậy với cái áp suất ở trong cái lon ga của thầy thì lúc này đang đạt được, chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta đang đạt được là 95 bar C. Chúng ta nhìn thấy là 95 bar C với cái nhiệt độ môi trường hôm nay là 30 độ, thì chúng ta thấy là ga R12 của thầy với cái áp suất là 95. Nhưng bây giờ là nếu bây giờ thầy mở cái khóa để chúng ta quan sát, để chúng ta biết được là có sự lưu thông khóa sang bên dây màu vàng, khóa HI thầy khóa này, thì thầy mở khóa thì thầy thấy là sẽ có sự lưu thông thằng đây sẽ có sự lưu thông sang, thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta thấy là có sự lưu thông sang dây màu vàng. Thì đấy là đối với dây đồng hồ. Nhưng nếu bây giờ thầy có sự lưu thông, nếu mà thầy lắp dây màu vàng mà thầy khóa thì trong đó là dây màu vàng áp của chúng ta hoàn toàn là không sang cái đồng hồ là ô, do đó là chúng ta sẽ không đo được. Ở đây là thầy đang xả hết. Bây giờ thầy lại mở ga ra để mọi người quan sát, thì chúng ta thấy là ga lại lên. Đấy, với cái giá trị áp của chúng ta là 9 95.
Còn đối với cái trường hợp mà đồng hồ của chúng ta bị sai số thì chúng ta phải mở cái nắp kính bảo vệ đồng hồ này ra. Bên trong này có một cái tua vít, chúng ta lấy cái tua vít hai cạnh, chúng ta sẽ xoay chỉnh kim đồng hồ về vị trí không. Có những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đo nó sẽ xảy ra những cái tình huống bị sai số. Bây giờ thầy sẽ sử dụng đối với đồng hồ HI. Thì bên đồng hồ HI thì bây giờ thầy cũng lắp với một cái bình ga. Thì bây giờ thầy có thể là sử dụng một cái lon ga khác. Trong đó là thầy sử dụng ga R600A. Thầy sẽ đo với cái áp suất ga của lon ga R600A. Bên trong lon ga của thầy đang đặt cái áp suất là bao nhiêu. Thì đối với ga R600A thì đồng hồ này của thầy nếu mà chúng ta đo để kiểm tra về nhiệt độ sôi tương ứng với áp suất thì hoàn toàn là chúng ta không đo được. Chúng ta sẽ không có các cái vạch chia hoặc cái đồng của cái ga R600, chúng ta phải mua cái đồng hồ của ga R600A. Thì bây giờ thầy sẽ mở van khóa của đồng hồ ra. Thầy sẽ sử dụng một cái lon ga khác. Thầy sẽ lấy luôn cái R22. R12 thì thầy đo tiếp sang bên đồng hồ áp suất cao. Thầy xả hết ra. Đấy, chúng ta vừa thấy là bên đồng hồ áp suất R12 đối với bên đồng hồ áp suất thấp là 95, bên đồng hồ áp suất cao cũng 95. Thì đây chính là đối với đồng hồ đo về áp suất. Đối với đồng hồ đo về áp suất thì chúng ta phải biết cách sử dụng. Còn đối với cái chức năng mở van một chiều thì thầy sẽ sử dụng một cái đồ van công nghệ. Chúng ta thường thấy là khi đi lắp đặt điều hòa để nạp ga cho điều hòa, chúng ta sẽ luôn luôn là chúng ta phải sử dụng các cái đầu chọn đúng về dây ga. Thì chúng ta biết được là trong các cái đầu nạp ga thì có một cái chức năng, đây người ta gọi là van một chiều. Như vậy muốn lưu thông vào bên trong thì chúng ta cần phải ẩn vào cốt khóa van của chúng ta. Như vậy chúng ta phải chọn đúng cái đầu dây. Như vậy để mà chúng ta nạp được ga vào bên trong thì các em cần phải lưu ý là chúng ta phải chọn đúng cái đầu dây thì có chức năng mở van một chiều, có chức năng mở van một chiều thì ta sẽ đè vào bên trong này, ta xoáy dây này chặt vào thì sẽ đè, thì có chức năng mở van một chiều. Thì đây chính là cái van một chiều ở bên trong các cái đầu nạp ga, nhất là trong cái điều hòa. Thì đấy là đối với dụng cụ đo lường thứ nhất là đối với cái đồng hồ áp suất. Thì sau khi dùng xong thì chúng ta sẽ xoáy dây và treo lên vị trí làm sao cho gọn để tránh trường hợp nó bụi bẩn nó vào trong cái dây, nó vào dây đồng hồ và khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ gây ra hỏng về hệ thống. Ta sang cái dụng cụ đo lường thứ hai là chúng ta sẽ đi về cái đồng hồ kẹp dòng. Thì đối với cái đồng hồ kẹp dòng thì đây là một cái thiết bị rất là quan trọng, thì tất cả các cái phản điện lạnh của chúng ta không thể thiếu đối với cái đồng hồ kẹp dòng. Thì đối với cái đồng hồ kẹp dòng thì mọi người nên nhớ là đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các em về các cái thiết bị ở bên trong đồng hồ. Thì đồng hồ này, thứ nhất trên mặt kính của đồng hồ cũng có một cái chiếc áp. Chúng ta dùng tua vít hai cạnh, chúng ta xoay chỉnh kim đồng hồ về vị trí không. Thứ hai, trên cái mặt kính chúng ta có một cái chức năng đó là khóa số. Khóa số này thì khi mà chúng ta thao tác ở trên cao, chúng ta chưa đọc được, chúng ta có thể là khóa kim đồng hồ lại và chúng ta để xuống dưới thấp, chúng ta sẽ đọc về cái giá trị đo.
que đo chúng ta cũng có một que màu đỏ và một que màu màu đen, thì gồm có hai que đo giống đồng hồ vạn năng. Tại đây thì có ba chấu cắm que đo, thì trong đó là que đen luôn luôn cố định vào con và que đỏ thì tùy thuộc chúng ta đo. Thứ nhất, nếu chúng ta đo ôm, thang đo ôm, đo điện trở thì chúng ta sẽ chuyển que đỏ về vị trí thang đo ôm. Nếu chúng ta đo vôn, đo điện, điện một chiều, điện xoay chiều, chúng ta chuyển que đỏ sang vị trí dương, dương cộng. Tiếp tục, tại bên sườn thì có một cái chiết áp. Chiết áp này với cái công dụng là khi chúng ta đo ôm, chúng ta chập hai que, khi chúng ta đo ôm thì chúng ta sẽ chỉnh cái chiết áp này làm sao là kim về vị trí không để chúng ta sẽ thao tác chúng ta đo. Đấy, thầy đang chỉnh thì mọi người để ý là chúng ta sẽ chỉnh kim về vị trí không, thì đấy là cái chiết áp. Tiếp tục là tay mở gọng kim, tay mở gọng kim. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn về các cái cách sử dụng đối với đồng hồ này. Đối với sử dụng đồng hồ này thì chúng ta thấy là núm chiết áp để chọn các cái thang để chúng ta sử dụng. Thứ nhất thì các em nhìn vào, thứ nhất là thang đo điện trở thì có thang X1 và X10. Thì đối với cách sử dụng đối với thang đo điện trở giống với đồng hồ vạn năng, trong đó thang X1 thì ở đây thì đang đo tối đa từ 0 cho đến 1K, vạch màu đen có ký hiệu về thang đo ôm. Thang X10 thầy đo được từ 0 cho đến 10K. Thì lúc này dựa vào phụ tải mà chúng ta cần đo, thì khi chúng ta đo thì thứ nhất chúng ta sẽ cắm que màu đen vào vị trí con, que màu đỏ thầy sẽ vào vị trí thang đo ôm. Đối với thang X1, trước khi đo thầy chọn hai que đồng hồ rồi chỉnh chiết áp về vị trí không, chỉnh chiết áp về vị trí không. Và ví dụ như thầy sẽ đo về một cái động cơ block tủ lạnh, thầy sẽ đo về cái động cơ block trong cái tủ lạnh để chúng ta biết được là đối với thang đo điện trở. Thì đối với thang đo điện trở thì mọi người nhìn vào đây, thứ nhất là cũng tương tự đối với đồng hồ vạn năng, thì ở đây của thầy đang là 40 ohm. Thì ở đây đang là 16. Thì đấy là chúng ta thấy là đối với thang đo điện trở. Đối với trường hợp thang đo tiếp theo là thầy sẽ đo đối với đo điện DC. Đối với thang đo điện DC, lúc này đã chuyển que màu đỏ sang vị trí dương. Thang đo DC và AC thì chúng ta nhìn vào thang chung ở cái vạch vôn thì chúng ta từ 0 cho đến 300. Như vậy thang đo 60 thì ta chỉ đo tối đa được 60V. Tối đa được 60V. Thì tối đa được 60V thì lúc này ta sẽ lấy cái giá trị thực ta đo được ở kim chỉ ở bên trên này và ta sẽ chia cho 5. Ta chia cho 5, ta lấy giá trị thực ở trên vạch chia của thang đo vôn, thang 300 và ta chia cho 5. Đối với thang đo điện xoay chiều thì nếu để thang 150 là ta đo tối đa được 150V. Khi đó giá trị đo ta lấy giá trị đo thực ở trên này và chia cho 2. Đối với thang 300 thì ta đọc nguyên giá trị thực từ 0 cho đến 300 và gióng cái kim trên cái thang đo đó. Thầy lấy ví dụ như điện lưới của chúng ta đang là 220V thì thầy sẽ đo cái điện lưới, thì thầy để thang 300 và sau đó là thầy đo. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là thầy sẽ đọc cái giá trị thực. Thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người sẽ đọc cái giá trị thực của thầy đang là 200 bao nhiêu? 240V. Tức là từ 200 này, 250 ta lùi đi một vạch để
đây là 240V. Đối với thang 600 thì đối với cái trường hợp khi thang đo 600 ta lấy giá trị thực và ta nhân cho 2. Thì giống với đồng hồ vạn năng thì các em đã học ở phần đồng hồ vạn năng rồi. Thì trong đó là nếu thang đo điện, nếu chúng ta không biết, nhất là điện sai chiều thì ta có 3 cái vị trí thang đo. Thì nếu không biết cái điện áp là bao nhiêu thì ta sẽ để thang cao nhất rồi chuyển về phía thấp. Còn đối với trường hợp mà ta biết được vị trí điện áp sử dụng thì ta sẽ chọn theo đúng cái thang đo sao cho phù hợp để tránh hỏng đồng hồ. Còn đối với thang đo DC thì ta chỉ có 60V. Ta chỉ có 60V, do đó chúng ta cần phải biết được là điện áp của chúng ta cần đo chỉ được phép nhỏ hơn 60 chứ không được phép là lớn hơn 60 để tránh hỏng đồng hồ. Và quan trọng nhất đối với thang đo cuối cùng mà ai cũng phải nhớ, ai cũng phải biết, đó chính là thang đo ACA. Thì AC chính là điện xoay chiều và A chính là dòng, chính là cường độ dòng điện. Thì đây chính là cái công dụng ta là đo cường độ dòng điện xoay chiều. Thì để hiểu về cái nguyên lý đo cường độ dòng điện xoay chiều thì thứ nhất là chúng ta thầy nói qua về cái cấu tạo. Đây chính là một dạng máy biến áp. Đây chính là một dạng máy biến áp. Trong đó chúng ta biết được là đối với nguồn điện, đối với máy biến áp thì thường có hai cuộn dây. Trong đó một cuộn dây được gọi là cuộn dây sơ cấp và một cuộn dây là thứ cấp. Khi có nguồn điện biến thiên đi qua cuộn dây sơ cấp sinh ra từ trường, lúc này cuộn dây thứ cấp cảm ứng đến từ trường đó và sinh điện. Và khung cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp quấn trên khung sắt từ. Thì chúng ta sẽ quan sát ở trong này thì đây chính là khung sắt từ. Toàn bộ cái gọng kim này đây chính là khung sắt từ. Và bên trong đồng hồ của thầy đang có cuộn dây thứ cấp. Vậy lúc này ta đo thì ta sẽ đo như thế nào? Thì thứ nhất, ở đây đang có 5 vị trí thang đo. Đối với vị trí thang 6 thì chúng ta hiểu là đo tối đa chỉ được 6A. Đo tối đa chỉ được 6A. Vậy đo tối đa chỉ được 6A, nhưng chúng ta nhìn bên trong đồng hồ chúng ta chỉ có 3 thang. Chúng ta chỉ có 3 thang đo. Đó chính là thang 0 cho đến 60, 0 cho đến 150, 0 cho đến 300. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái giá trị thực của thang 0, 60 và chia cho 10. Đối với thang đo 15, đối với thang đo 15 thì trong đồng hồ của chúng ta biết là nếu chúng ta để thang đo 15 thì đo tối đa được 15A. Như vậy từ 0 đo tối đa lên 15, nhưng ở đây thì không có vạch chia của thang đo 15 mà ta chỉ có vạch chia của thang đo 150. Lúc này ta cũng lấy giá trị thực và chia cho 10. Đối với thang 60 thì ta đọc giá trị thực ở bên trên này. Và đối với thang 150 thì ta cũng có cái giá trị thực. Như vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn đối với đo đối với một cái phụ tải thực tế để chúng ta nắm được tại sao là khi mà chúng ta sử dụng cái đồng hồ kẹp dòng thì chúng ta sẽ biết được cái tình trạng hoạt động của phụ tải, xem là còn tốt hay không tốt. Thì thứ nhất thì chúng ta phải hiểu là muốn có dòng điện thì mạch đó phải là gì, phải kín mạch, có nguồn, có thiết bị điện, có phụ tải điện, có thiết bị điện, có phụ tải điện này, dây dẫn này, mạch kín này, và có nguồn. Và có nguồn thì lúc này sẽ có từ trường. Và khi có từ trường thì lúc này chúng ta sẽ kẹp vào một trong hai dây cấp nguồn cho tải và dựa vào phụ tải để chúng ta sẽ đo. Và chúng ta sẽ đo, ví dụ như thầy sẽ đo về cái động cơ, thầy sẽ đo dòng cho cái động cơ thì chúng ta sẽ biết được. Thứ nhất, thầy cấp nguồn cho động cơ. Thì chúng ta biết được là động cơ là phụ tải, ra đe khởi động, bảo vệ là thiết bị, dây dẫn. Và thầy sẽ phải có nguồn. Lúc này thầy sẽ phải kẹp vào một trong hai dây. Cấp nguồn cho tải. Thì đối với đồng hồ của chúng ta thì chúng ta sẽ tùy thuộc theo cái phụ tải của động cơ mà chúng ta sẽ chọn thang đo. Thì đối với lốc này của thầy đang là lốc nhỏ, lốc có 105W.
thầy sẽ để thằng thằng 6. Thầy để thằng 6 thì khi đo thì đối với phụ tải của động cơ thì gia đình của chúng ta cũng hay gặp một số những trường hợp là các cái máy bơm, các cái động cơ khi hoạt động thì bóng đèn của chúng ta nó sụt tối rồi nó bừng sáng lên. Thì khi mà sụt tối đấy thì người ta được gọi là dòng khởi động, và dòng lúc này lớn gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 6 lần so với dòng định mức. Lúc này chúng ta chỉ cần kẹp vào thì chúng ta sẽ biết được là khi nào thì máy sẽ hoạt động và hoạt động có phù hợp hay không. Thứ nhất, thầy cấp nguồn. Thì thầy cấp nguồn, kim vọt lên cao, rồi quay về, kim vọt lên cao. Thì đây chính là dòng khởi động, và quay về thì đây chính là dòng làm việc. Và giá trị dòng này là bao nhiêu? Thì thứ nhất, nếu thầy để thang, chúng ta sẽ quan sát vào đây chúng ta nhìn. Nếu thầy để thang 6, thì các em nhìn vào đây thì đang ở 12 này, 12 ta chưa được 12, 105, 11. Đây, chúng ta sẽ đọc là tại sao là chúng ta biết là từ vạch đậm thứ nhất đến vạch đậm thứ hai là 10 và 20. 20 mà 5 vạch, muốn một vạch là 2. Muốn một vạch là 2 thì ở đây của thầy đang là 11. 11 mà chia cho 10 thì thầy đang được 1,1A. 1,1A thì đây là đối với động cơ block. Và khi có dòng khởi động kim lên thì đấy chính là dòng khởi động. Và bây giờ thầy sẽ thử đối với một cái trường hợp là ta kẹp vào 2 giây này, rồi là thầy sẽ cho một cái phụ tải này nó hỏng. Thì khi nó hỏng thì chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ không thể thấy được có dòng. Chúng ta sẽ không thấy được cái dòng điện chảy. Thì dựa vào đây để chúng ta sẽ biết được đối với cách sử dụng. Đây, thầy sẽ thay thế ví dụ như một cái thiết bị của thầy là bị hỏng, đó là dây bảo vệ. Bây giờ là không may là đang bị hỏng, thì lúc này thầy cấp nguồn thì chúng ta thấy là động cơ không hoạt động và dòng đang là bằng không. Động cơ không hoạt động và không có dòng. Này, đo này hỏng rồi mà này. Con này chật chờn này, nó không tiếp xúc được. Thầy sẽ kiểm tra một linh kiện. Thầy sẽ thay về một cái linh kiện bị hỏng. Thì khi thầy cấp nguồn thì chúng ta thấy là gì ạ? Kim đồng hồ kẹp dòng không lên. Chúng ta quan sát này, kim không nhúc nhích, như vậy là không có dòng. Vậy không có dòng thì có những nguyên nhân nào? Một là dây dẫn của chúng ta bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng thì đối với dây dẫn thì chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ vạn năng để chúng ta đo thông mạch. Hôm trước chúng ta đã học
ở cái phần điện tử cơ bản thì chúng ta cũng đã được học cái đồng hồ vạn năng rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ đi kiểm tra về thiết bị điện, trong đó là có thể là dây le khởi động đang hỏng, có thể là dây le bảo vệ đang hỏng, có thể do cuộn dây của động cơ đang hỏng thì đây là đang mạch hở hoặc là chưa có nguồn thì đấy là chúng ta sẽ kiểm tra. Nhưng ví dụ như đối với một cái trường hợp mà động cơ bây giờ hoạt động nhưng mà lại dòng của chúng ta thì lại dòng rất là cao, thì động cơ này chúng ta vừa đi tìm hiểu là đang hoạt động, dòng của chúng ta đang là bao nhiêu dòng của chúng ta đang là 1,1. Vậy bây giờ thầy sẽ lắp một cái dây le khởi động, và nếu xảy ra một cái hiện tượng là động cơ kẹt cơ sát cốt, chạm chập về cuộn dây hay là hỏng dây le đề thì động cơ này cũng sẽ không hoạt động được và dòng cao. Thì ví dụ chúng ta gặp một cái trường hợp như này, chúng ta nhìn thấy kim đồng hồ kẹt dòng đang chỉ giá trị dòng rất lớn mà không quay về, thì đây là động cơ block không chạy dòng cao. Đây chúng ta nhìn này, chỉ một cái giá trị dòng lớn mà không về 7,5A mà không về. Như vậy chúng ta thấy là lốc này đang bị kẹt cơ sát cốt hay là hỏng dây le đề, dẫn tới cái tình trạng là không chạy dòng cao. Và đối với cái trường hợp tiếp theo là động cơ hoạt động nhưng bị quá tải, thì chúng ta biết được là động cơ này đang hoạt động với cái giá trị dòng của chúng ta đang là 1,1. Thì nếu xảy ra một cái hiện tượng như này, chúng ta biết được cái dòng định mức của phụ tải này là 1,1, nhưng bây giờ động cơ này hoạt động ban đầu là kim đồng hồ kim lên giá trị dòng lớn, đây là dòng khởi động, sau đó quay về giá trị dòng vẫn lớn hơn 1,1, thì có nghĩa là động cơ này đang chạy nhưng mà bị ăn dòng. Thì chúng ta quan sát vào đây thì chúng ta thấy là dòng của thầy đang là khởi động này, thầy sẽ bấm khởi động này, kim lên này, chúng ta thấy là quay về giá trị dòng nhỏ, kim lên trên 6 rồi quay về giá trị dòng nhỏ. Đây thầy chuyển một cái xe khác là nhanh muộn. Chúng ta sẽ đo thì chúng ta sẽ thấy là cái động cơ là thiết hoạt động. Đấy. Quay về những giá trị dòng của chúng ta cao, thì đây là chạy nhưng mà bị dòng cao. Thì đấy là đối với cái trường hợp là không chạy này, không có dòng, không chạy dòng lớn, rồi chạy dòng cao là ăn dòng, hay là chạy bình thường, động phụ tải chạy bình thường chính là kim đồng hồ chỉ giá trị dòng lớn, đây là dòng khởi động, quay về giá trị dòng nhỏ hơn hoặc bằng dòng định mức ghi trên thân, thì đây là đối với động cơ đang hoạt động bình thường. Đây phần này dây le mà thầy đang nóng, thầy sẽ chuyển một cái dây le khác để chúng ta quan sát. Và đối với cái trường hợp là nếu mà thầy kẹp cả hai dây, thì chúng ta thấy là chúng ta quan sát là dòng của thầy đang là dạng kim không lên, thì chúng ta chỉ kẹp một dây. Đối với một số cái trường hợp khi chúng ta kẹp một số cái phụ tải như là cái quạt gia đình của chúng ta, do dòng của chúng ta rất là nhỏ, do đó nó nằm ở dưới 1A, thì vạch chia của chúng ta là từ 1 trở lên thì ta có vạch chia. Trường hợp này ta có thể sử dụng một cái cách tiếp theo là thầy sẽ quấn vào, ví dụ như thầy quấn vào đây là 2 vòng, thì thầy lấy cái giá trị thực bao nhiêu thầy chia cho 2, thầy lấy giá trị thực, ví dụ như ở đây thì thầy đang được là 22 chia 2 thì chúng ta ra 1,1, thì thầy sẽ chia cho 2, hay là thầy quấn vào 3 vòng thì thầy chia cho 3, quấn vào 4 vòng thì sẽ chia cho 4 để chúng ta đưa vào cái vạch chia.
thì chúng ta sẽ giảm được cái sự sai số. Thì đây là đối với sử dụng cái dụng cụ đo lường, là đối với cái đồng hồ ampere kim, đối với đồng hồ ampere kim. Đối với dụng cụ đo lường kế tiếp thì các em cần phải có, đó chính là đối với dụng cụ đo lường, đó là nhiệt kế điện trở hay là nhiệt kế điện tử. Thì đối với nhiệt kế thì thông thường thì đối với nhiệt kế chúng ta thường dùng để chúng ta đo nhiệt độ của bề mặt dàn lạnh, dàn nóng hay của động cơ block. Đối với nhiệt kế điện trở thì chúng ta sẽ áp cái vòi cảm biến này vào. Thì trong đó tại đây có một số cái nút để chúng ta bấm. Thứ nhất là độ C và độ F. Độ F này, độ C này. Và mốt này chuyển về cái chức năng, đó là giờ. Chuyển về chức năng là nhiệt độ tại thời điểm hiện tại và nhiệt độ mà chúng ta sẽ cần đo tại vòi cảm biến. Tại vòi cảm biến thì chúng ta thấy là, và đây là chỉnh giờ. Thì đối với nhiệt độ, đối với thiết bị này thì chúng ta sẽ đo một số cái nhiệt kế, sẽ đo được cái nhiệt độ dung sai của chúng ta từ âm 50 cho đến dương 75 độ, một số thì từ âm 50 cho đến 100 độ. Bây giờ thầy sẽ tác động nhiệt độ vào cái vòi cảm biến thì chúng ta sẽ quan sát vào đây. Đây, chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ của thầy sẽ có sự thay đổi. Đấy, thầy, chúng ta thấy là nhiệt độ có sự thay đổi lên 61,8 độ. Thì có sự biến thiên thay đổi do cái cảm biến. Còn đối với thiết bị, dụng cụ đo nếu là điện tử thì chúng ta chỉ cần bấm nhiệt vào, thì tại cái tia hồng ngoại này chúng ta chiếu vào đâu thì trong đó là chúng ta sẽ đo được cái nhiệt độ tại thời điểm thầy đang đo, đang là 30,6 độ C. 30,6 độ C. Chúng ta sang một cái dụng cụ đo lường kế tiếp mà chúng ta cũng không thể thiếu được, đó chính là một cái thiết bị là cảm biến về ga lạnh. Đó thường là chúng ta sẽ được dùng khi mà chúng ta sẽ đo đối với một số cái hệ thống lạnh xem là có bị rò rỉ về ga hay không. Thì lúc này thầy sẽ bấm nguồn để thầy khởi động, máy sẽ khởi động. Và trong khi đó nó có một cái đầu vòi để chúng ta sẽ dò ga. Thì chúng ta chỉ cần hướng cái đầu vòi này vào, hướng cái đầu vòi vào vị trí của cái bề mặt trong cái hệ thống làm lạnh mà chúng ta cần đo, và đồng thời dựa vào đèn tín hiệu ở trên màn hình. Đối với đèn ở cái trạng thái nếu hở ga ra nhiều thì chuyển sang lên màu đỏ, trung bình là màu vàng và ít là màu xanh. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái lượng ga chúng ta bị rò rỉ mà lúc này chúng ta biết được là mức độ hở lớn hay hở nhỏ, mức độ hở lớn hay hở nhỏ. Thì đối với cảm biến thì bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái bình ga, thì để máy khởi động xong thì thầy sẽ sử dụng ga để thầy sẽ đo. Trên vòi cảm biến còn có một cái đèn led để chúng ta chọn cái chức năng đèn. Khi mà chúng ta tối, chúng ta không đưa cái đầu vòi cảm biến vào đúng vị trí mà chúng ta cần đo thì chúng ta có thể là bật chế độ đèn sáng lên. Thì sau khi khởi động xong thì thầy sẽ thử cho chúng ta. Thì khi mà đèn vẫn đang chuyển động lên xuống này thì đây chính là đang khởi động, vẫn là đang khởi động, chưa xong. Thì bây giờ là khởi động xong thì chế độ của thầy đang là chế độ còi. Thì bây giờ thầy sẽ mở ga. Đây, thầy đang sử dụng ga R12. Đấy, chúng ta nhìn thấy là bắt đầu là đèn, tín hiệu của đèn của chúng ta khi lên xuống. Đây, thầy sẽ mở chế độ, chuyển lên chế độ đèn đỏ. Thì chúng ta thấy là lượng ga của chúng ta rò rỉ rất là nhiều. Đây, thầy, đấy, ví dụ như hở nhỏ, hở nhiều thì chúng ta thấy là
mức đèn sẽ lên cao, thì khóa bớt lại. Đây, chúng ta thấy là đây chính là cái thiết bị đo lường mà chúng ta cần phải có, đó là chúng ta để kiểm tra về sự rò rỉ về hệ thống, xem là hệ thống là có kín hay không. Thì đấy là một số thiết bị đo lường, và trong đó là còn một cái thiết bị đo lường mà chúng ta cũng đã được tìm hiểu, đó chính là một cái đồng hồ vạn năng. Thì trong cái đồng hồ vạn năng này thì chúng ta đã được học ở phần điện tử cơ bản về các cách sử dụng đối với đồng hồ vạn năng, thì chúng ta đã được học rất là chi tiết ở phần điện tử cơ bản, thì thầy sẽ không nói lại đối với cách sử dụng đối với đồng hồ vạn năng nữa. Thì chúng ta về nhà chúng ta xem lại về cái giáo trình đối với phần cách sử dụng đối với đồng hồ vạn năng mà chúng ta đã được học. Rồi chúng ta sẽ sang nội dung của bài kế tiếp.